chỉ cho nông dân nhìn cái thằng sắc của trái nè. Tại sao cái vườn này Tuấn khuyên là phải bón nhiều amino, mà có những cái vườn Tuấn biểu là giảm amino lại. Cái màu sắc của trái mà như thế này thì làm sao? Cái màu sắc của trái mà cỡ này mà nó màu này thì làm sao mà không rụng được. Thế nè. Ôi. À. Cái màu nó phải xanh và nó có cái nội sinh của nó. Chứ bây giờ cái màu mà nó tối sầm như thế này thì rất là khó để mà giữ. Này mà Tuấn cũng nhìn luôn nè, chỉ cần nhìn á là thấy cái tỷ lệ mà như thế này là biết là giai đoạn mà định hình trái, tức là từ khi sổ nhị bằng hột dịch là phun không nhiều. Bộ lá kém thì chúng ta phải phun nhiều lên. Này bị thiếu học hết trơn nè. Mà đa số các trái rụng cũng là trái từ trái thiếu học nè. Đó mấy anh đi vườn á chỉ cần coi cái này là biết là nông dân là cái khâu mà khâu phun là kém nè. Trái thì không nhiều, cây thì bự mười mấy năm tuổi mà trái nào cũng bị thiếu học hết trơn. Không có trái nào không thiếu học. Chỉ cần như vậy thôi là biết là nông dân à. Cây này nó phải trái nó phải gấp 5 lần như vậy nó còn chưa thiếu học nữa. Nên bộ lá mà kém, nói lại thì rễ nó kém thì phải phun dày lên. Như vậy. Cái màu như thế này thì đó. Nên cái phải cần ra cái ngọn để cho cái màu nó đẹp, thì ra cái ngọn thì lại lo. Cái ngọn mà không ra sao cái màu nó đẹp được, không cách nào cái màu nó đẹp được hết trơn trời. Rồi cái này cũng chưa chắc gì cái bộ lá kém gì đâu, hình như chắc lúc đó để không có phun combi đâu để. Đó thấy chưa? Rồi cái này ngay từ cái khi sổ nhị là bộ lá nó kém như thế này đó, thì phải phun combi rồi. Mà người ta nói tập trung vào trái là cứ tập trung vào trái để cho cung cấp cái dinh dưỡng vào cái tầng rời, nó không có. Anh này nó đang ra bông tiếp nè, làm tốt nó sẽ bù trái lại. Rồi, toàn là trái bị thiếu học hết trơn trời. Nên cái màu sắc của trái như thế này không thể chấp nhận được, thật sự là không thể chấp nhận được. Anh này chỉ Tuấn có hàm ý nè, tại sao nếu tập trung phun vào trái, tại vì cái mặt dưới của lá đó phun vào, tập trung vào trái tức là phun vào mặt dưới của lá, mà mặt dưới của lá Tuấn lặp lại là lỗ khí khổng nó mới nhiều, chỉ có cây bắp và cây lúa đó là lỗ khí khổng nó nằm trên thôi. À, còn mấy cái cây hai lá mầm như thế này đó là lỗ khí khổng nó nằm ở dưới, nên tập trung phun vào trái là để cung cấp cái dưỡng chất vào trong trái và làm cho cái tầng rời của cuốn này, cái tầng rời đây này, đây nè, cái tầng rời đây này, cái này dễ đụng nhất là cái tầng rời đây này, à, nó phải đủ dưỡng chất thì cái tầng rời này không tổn thương thì nó mới không rụng. Thôi dưỡng lại cái vườn này, làm lại, cái gì cũng phải có kinh nghiệm. Cái cây này đó mà làm được ra cái ngọn như thế này là không có dễ đó rồi. Mà ra cái ngọn thế này thì sắp tới trái nó mới xanh, nó mới đẹp nè. Còn không có cái ngọn là không bao giờ cái trái nó đẹp hết trơn trời. À, đó. Để cho mấy cái anh vào nghề nè. Màu sắc nó xám xịt thế này thì dưỡng chất nó thiếu. Thì làm sao mà được. Nên các vườn suy Tuấn nói lại là cứ 15 ngày, lần thứ nhất cái lần thay 15 ngày Tuấn không nói, mà lần thứ hai, cái lần thứ ba. Cái này đổ suy được mấy lần rồi? Chưa đổ lần 3. Thì bây giờ phải đưa cái amino vào, xen cái amino vào. Chứ cây mà như thế này mà bây giờ mới đầu rễ mới ra nè, ngọn mới ra, bắt đầu rễ mới ra nè, là sắp tới 2 tuần nữa là vườn này mới kín lá và trái mới xanh nè. Em có hiểu không? Nên là thôi, đây là bài học. Mày tiếp quản cái vườn ông già ông cho cũng trùi lủi trùi lơ. Ông già là bên hóa chất phải không? Ừ. Được chưa? Bây giờ phải làm cho cái vườn này nè, nó đẹp lên thì mới thay đổi ông già được. Giống thằng Đầy đó, nó làm đẹp lên ông già mới giao hết cả cái vườn cho nó. À, phải như vậy, phải thuyết phục người lớn tuổi là phải thuyết phục như vậy. Nói ông miệng tàu nó có tin. Ông là tự vỗ ngực rồi xưng tên là như tới đây là kinh nghiệm mấy chục năm mà. Được chưa? Cây tơ là khác, cây tơ nó vận chuyển dinh dưỡng dễ, cây già nó vận chuyển dinh dưỡng rất là khó. Nên phải dìu nó, phải linh biến.